Tập 3. Em không sao chứ? Không sao, bị qua mắt nhìn nhầm thôi. Ở yên. Sao tới mức này chứ? Để em tự làm. Ngồi yên. Không biết còn tưởng anh bạo hành em. Anh còn biết đùa à? Cố Ngôn Nhất, rốt cuộc anh là người như thế nào? Chúng ta đi làm phương án đi. Thật không ngờ vợ của anh cũng có tiềm năng làm nữ cường nhân quá chứ. Còn không phải do chồng của em không nhờ cậy được à? Mảnh đất của Lâm Thị nằm ở vị trí trung tâm trong khu quy hoạch. Quanh đó có tòa nhà công sở và trung tâm thương mại. Mảnh đất này có khu rừng lớn và sông ngòi. Chúng ta cần phải suy xét tới việc cân bằng cảnh quan tự nhiên, thực hiện giá trị thương nghiệp ở mức cao nhất. Không sai. Giờ vẫn còn một vấn đề, mức tận dụng đất đai quá thấp. Giải quyết làm sao đây? Không còn sớm nữa, em đi nghỉ ngơi đi. Uống cà phê để cố gắng. Vậy thì anh cũng sẽ cố gắng cùng em. Làm gì vậy? Sao anh lại tới đây? Anh cho tôi vào cái đã. Tôi tới tìm Nặc Nặc, đâu phải tới tìm anh. Không cho. Cho tôi vào. Không cho. Cho tôi vào. Hai người ồn quá đi. Coi kìa, anh làm Nặc Nặc thức giấc rồi. Nặc Nặc, đừng ở mãi trong nhà dễ vời. Mấy phương án này nhìn là biết lỗi thời rồi. Đi, anh dẫn em tới một nơi. Nói không chừng tới đó em sẽ có cảm hứng ngay. Nghe cũng không tệ. Nơi đó là đỉnh cao trong giới cắm trại. Môi trường tuyệt vời. Chắc chắn em sẽ thích. Cắm trại ra ngoại ô à? Tôi cũng muốn đi. Anh đi làm gì? Anh cứ ở nhà sắp xếp tài liệu. Chúng ta chia ra hành động. Đi thôi. Từ từ, để cho anh. Vậy tôi chờ tin tốt của cô. Sếp hứa, cứ chờ tin tốt của tôi. Nặc Nặc, Đây là điểm cắm trại hot nhất thành phố. Em ở đây 2 ngày, chắc chắn sẽ có đột phá trong phương án. Không phải điểm cắm trại hot nhất à? Sao không có bóng người? Đó là gì? Để tạo ra nơi cho em nghỉ ngơi. Nên anh đã bao hết toàn bộ, đảm bảo không có ai quấy rầy. Anh đuổi hết mọi người đi, làm sao mà em khảo sát? Em có thể hỏi anh mà, mọi thứ ở đây anh đều rõ. Em coi, không chỉ chủ đề 1 năm 4 mùa đều khác nhau, mà còn định kỳ triển khai, nướng đồ ăn, đốt lửa trại, tất cả mọi hoạt động. Quan trọng nhất là nghe nói ở đây còn là thánh địa tỏ tình, rất linh nghiệm. Cố Ngôn Nhất, sao anh lại theo tới đây? Cố Ngôn Nhất, sao anh lại ở đây? Anh nghĩ là em có cảm hứng thì chúng ta có thể làm phương án này, sẽ hiệu suất cao hơn. Có lý. Qua bên kia xem, đi chơi mà còn bàn công việc, tư bản đáng ghét. Anh xem kìa. Nặc Nặc, chờ anh với. Nặc Nặc, anh nói cho em nghe, em có thể hỏi anh biết tuốt. Sếp hứa. Hôm nọ người gặp được ở chỗ sếp Lâm là nhà thiết kế xây dựng Phan Đăng. Cô gái có ngoại hình giống hệ sếp hứa nhỏ là Tô Quà, là bạn gái cũ của Phan Đăng. Tô Quà quen Phan Đăng hồi đại học. Trong thời kỳ thực tập, hai người có quan hệ yêu đương. Nhưng sau chuyến du lịch tốt nghiệp, Phan Đăng bất ngờ đi nước ngoài. Sau đó nữa, không tra được thông tin của Tô Quà. Tiếp tục điều tra Tô Quà. Dừng. Anh có để ý không? Địa hình và môi trường ở đây rất giống với mảnh đất của sếp Lâm. Em cũng phát hiện rồi à? Những mảnh đất của sếp Lâm có vị trí tốt hơn, nằm ở vùng trung tâm thành phố, có rừng và sông hồ. Không sai. Giống như điểm cắm trại giữa một rừng doanh nghiệp. Thật sự hiếm lạ. Đáng tiếc bị giới hạn địa lý nên chỉ có thể khai thác thương mại. Xem ra bố trí sao cho hợp lý thì duy trì phong cách xây dựng và hòa hợp môi trường là vấn đề khó nhất. Hình như em đã có phương án. Alo, sếp Cố, ngăn tủ bên cạnh bàn có một tập tài liệu màu xanh, mau chóng mang qua cho tôi. Mật khẩu là 328, địa chỉ tôi gửi cho cô sau. Dừng. Bây giờ chúng ta cần suy xét kết hợp bảo vệ môi trường và giá trị thương mại thật tốt, bao gồm rừng sinh thái cùng với bảo vệ môi trường. Sếp Cố, tài liệu mà anh cần. Trong bố trí tổng thể, dưới tiền đề thỏa mãn các điểm quan trọng trong xây dựng, chúng ta phải thực hiện được giá trị kinh tế lớn nhất của xây dựng đối với môi trường khu đó, tránh đi những ảnh hưởng bất lợi của kiến trúc cao tầng trong quy hoạch đối với việc xây dựng tiểu khu. Tiếp nữa là phương hướng cân bằng Nam Bắc, như thế ánh sáng ban ngày sẽ tốt hơn. Tiếp đó, về đổi mới kết cấu và hình dáng nhà cửa, chúng ta cần có sự mới mẻ dưới tiền đề đạt chuẩn quy định, nhất là cần tạo thêm diện tích cho dạng nhà 2 phòng, 3 phòng. Em nói không sai. Phương án này em suy nghĩ rất chu toàn. Về mặt bảo vệ môi trường, chúng ta cần cân nhắc nhiều hơn về giá trị thương mại. đại công cáo thành. Không ngờ là em cũng có nhiều ý tưởng quá đi, như nhau cả thôi. Đói rồi, anh đi kiếm đồ ăn. Sếp Cố, anh đi đâu? Tôi đi chung với anh. Hành động theo kế hoạch. Hành động theo kế hoạch. Nặc Nặc, em biết em khác ngôi sao ở điểm nào không? Ngôi sao chiếu sáng màn đêm, còn em chiếu sáng anh. Em là ánh sáng đời anh. Anh muốn hóa thành hành tinh, mãi mãi bảo vệ em. Nặc Nặc, anh biết em và Cố Ngôn Nhất chỉ là liên hôn thương mại. Anh sẽ luôn chờ em, thoát khỏi xiềng xích của cuộc hôn nhân, trao đổi bằng lợi ích. Em có bằng lòng không? Em bằng lòng. Chuẩn bị. Đừng sợ, có anh đây. Tên Cố Ngôn Nhất đi làm sớm cũng không gọi mình, hại mình bị trễ. Cũng vừa chân đấy. Không ngờ là anh ta lại chu đáo như vậy. Sếp Hứa bị anh đoán trúng rồi. Quá ra năm đó sếp Minh Quy nhận nuôi một người trong cặp sinh đôi. Sếp Hứa nhỏ còn có một cô chị sinh đôi, chính là người trong bức ảnh. Người này chính là Tô Quà, cũng luôn được nhà họ Hứa âm thầm tài trợ. Sự tình phát triển càng lúc càng thú vị. Vậy có cần vạch trần thân phận của Tô Hoàng hay không? Chưa tới lúc. Theo sát Phan Đăng cho tôi, đảm bảo là không có sơ sót. Dừng. Sao Tiết Manh còn chưa tới? Phan Đăng sao lại ở đây? Chúng ta xuống xe chờ đi. Còn bao lâu nữa? Xin lỗi sếp Cố, tôi bị kẹt xe, trễ hơn mới tới được. Chịu rồi, cô nhanh lên. Đã qua giờ hẹn với Lâm Tổng. Không kịp nữa rồi, chúng ta cứ vào trong trước. Sếp Cố, xin lỗi. Xin lỗi hai vị, đã qua giờ hẹn trước. Giờ sếp Lâm đang có khách khác. Đây là phương án của chúng tôi, cho chúng tôi một cơ hội đi. Thật không dám giấu, dự án đã ký kết xong. Dù sao thì cũng mong sếp Lâm xem thử phương án của chúng tôi. Được rồi, tôi sẽ đưa phương án cho sếp Lâm, mà hai vị về cho. Cảm ơn. Tra ra rồi, công ty ký kết với Lâm Thị là Dị Lai. Công ty Dị Lai, công ty này không có tác phẩm nào nổi bật nhiều năm rồi, sao tự dưng lại bùng nổ như vậy? Anh cũng không rõ. Lẽ nào chuyện này có liên quan tới Phan Đăng? Người đàn ông ở chỗ công ty sếp Lâm hôm nay là ai? Người đàn ông nào? Chính là người đã nhận nhầm em lúc đi gặp sếp Lâm. Sao người này vừa xuất hiện em liền bất an? Đâu có, em chỉ đang lo dự án của công ty, không có ấn tượng gì với người mà anh nói. Dạo này em hơi mệt, em đi ngủ trước. Đây là phương án mà công ty Dị Lai công bố ở buổi họp báo. Đây là phương án của chúng ta. Không sai. Sao có thể lộ ra ngoài? Sếp Cố, cà phê của anh. Anh nghĩ chắc có người có thể cho chúng ta câu trả lời rồi. Tô Quà, em tìm anh có chuyện gì? Anh Phan, hôm nay tôi tới tìm anh là muốn xác thực một chuyện. Cậu nói em không phải Tô Quà, chỉ có Tô Quà mới gọi anh như vậy. Sếp Phan, chỉ là một cái xưng hô, anh nghĩ quá nhiều rồi. Được rồi, em có chuyện gì cứ nói, anh sẽ không giấu. Đề án cho dự án của sếp Lâm, phương án của sếp Phan giống hệt chúng tôi. Tôi nghĩ đây không phải là sự trùng hợp. Có chuyện như vậy à? Sao anh lại không biết chứ? Nếu anh nhớ không nhầm, kỹ năng làm phương án của em cũng là do anh dạy. Anh Tô Quà, anh không nghĩ sẽ dành với em. Nếu em muốn, anh có thể nhường cho em. Không cần anh nhường, đó vốn là của chúng tôi. Anh biết trước đây anh nợ em quá nhiều. Nếu em muốn bù đắp cũng được. Dự án này anh cũng có thể không làm. Nhưng mà em đừng lơ anh. Mấy năm qua anh chưa từng quên em. Đừng chạm vào tôi. Sau này tránh xa vợ tôi ra. Có sao không? Có sao không? Anh có chắc cô ấy là vợ của anh không? Đừng đánh nữa, chúng ta đi. Đi thôi. Hai người có quan hệ gì? Không có quan hệ. Vậy tại sao em cứ dính vào hắn ta? Em chỉ muốn làm rõ lý do anh ta có phương án của chúng ta. Tô Quà mà anh ta nói thật sự rất giống em à? Có lẽ em cũng không rõ. Vở kịch chưa dừng lại, anh nghĩ anh cần nhắc nhở em diễn vai cho tốt. Anh đưa em tới đây làm gì? Cô nói xem. Muốn đẩy tôi xuống một lần nữa à? Hung thủ hại chết em gái cô không phải tôi. Tô Quà, tôi nói rồi, anh ta nhận nhầm người. Đừng giả vờ nữa. Hai người không hề giống nhau. Vậy sao? Nhưng sếp Cố và Châu Quân Ngôn lại y chang nhau. Làm sao mà cô biết? Đây là lý do anh giết Nặc Nặc. Nặc Nặc chết rồi, anh sẽ có được cổ phần của em ấy, giành lại tập đoàn của bố anh. Tôi không phải hung thủ, anh làm sao chứng minh? Tình hình tài sản trước khi kết hôn của Hứa Nặc và Cố Ngôn Nhất. Sau khi hai người kết hôn được một năm, Cố Ngôn Nhất mới có được cổ phần tập đoàn tương ứng. Lúc này Hứa Nặc gặp chuyện, tôi không lấy được một xu. Tôi không có lý do để hại cô ấy. Vậy hôm Nặc Nặc có chuyện, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cô vì cái này mà vẫn luôn nghi ngờ tôi à? Cốt báo là lúc tôi đưa cô ấy tới bệnh viện, cô ấy kêu đứt. Sao anh lại xuất hiện ở đó? Ngày Hứa Nặc gặp chuyện, hôm đó tôi tăng ca ở công ty. Alo, đúng là tôi. Nói đi. Cố Ngôn Nhất, anh đến đâu rồi? Cố Ngôn Nhất, sao anh không trả lời tôi? Tôi biết anh là ai rồi. Đồ lừa đảo, anh là đồ lừa đảo. Mọi chuyện là như vậy. Ý anh là hôm Nặc Nặc gặp chuyện cũng có kẻ muốn hại anh à? Đúng. Lúc tôi tới dưới lầu, Hứa Nặc đã ngã xuống. Tôi chỉ có thể lập tức đưa cô ấy tới bệnh viện cấp cứu. Vậy hung thủ có thể là ai được chứ? Tôi tin với quan hệ lợi ích hiện nay, cô sẽ có phán đoán của riêng mình. Ngày xưa bố tôi cũng bị hắn vu oan. Tôi phải trả lại sự trong sạch cho bố. Chúng ta có mục đích riêng và có chung kẻ thù. Vậy thì có thể hợp tác. Chờ giải quyết xong mọi chuyện thì hủy bỏ quan hệ hôn nhân, không liên quan tới nhau. Chúng ta vốn không có quan hệ hôn nhân. Nếu cô đã chọn sống thay cô ấy thì đừng bị ảnh hưởng bởi những suy nghĩ lung tung. Chú, Hứa Minh Qua hẹn tôi gặp nhau ở phòng boxing. Nặc Nặc, cháu có nhớ trước đây thích xem chú chạy boxing nhất không? Nhưng mỗi lần đấu, cháu đều sẽ lén trốn đi, sợ nhìn thấy chú bị thương. Cháu có nhớ không? Đương nhiên là nhớ. Nhớ là có lần cháu đến cổ vũ cho chú. Lần thi đó chú phát huy rất tốt, một phát giành được quán quân. Dạ nhớ. Chú còn được lên trang đầu năm đó. Đó là chuyện của lúc trước. Thôi, chúng ta nghỉ ngơi một chút. Chú đi thay đồ. Thử chút thôi mà đã lộ rồi. Chú nhớ nhầm rồi. Thật ra hồi đó chú chỉ giành áo quân, nhưng mà vẫn luôn tiếc nuối vì điều này. Em nói vậy chỉ là không muốn chú buồn thôi. Lẽ nào mình nhầm thật? Bất kể đó là ai, đều không thể cướp mất tập đoàn. Cố Ngôn Nhất. Cho xem giới. Xem nào. Ngọt ngào quá đi. Mê quá đi thôi. Họ xứng đôi ghê. Đúng. Chưa từng thấy cặp nào xứng đôi như vậy. Quá ra diễn cảnh tình cảm cũng mệt ghê. Mệt à? Tôi thấy rất thoải mái. Diễn xuất của anh ở cấp ảnh đế rồi. Tôi làm sao bằng được. Anh đúng là nhàn nhã. Chúc mừng trước. Chúc mừng cái gì? Hợp tác với sếp Lâm vốn nên thuộc về chúng ta, vì vậy phải giành lại. Anh có đối sách à? Chắc cô cũng biết. Lúc đó là vì thời gian gấp rút nên phương án thiết kế vẫn còn các vấn đề tiềm ẩn. Mới đầu sẽ không phát hiện ra, một khi thực hiện chắc chắn sẽ lộ nguyên hình. Thế nên việc hợp tác sẽ không thành công. Phan Đăng cũng có thể nhìn ra mà. Cô có lòng tin với hắn như vậy à? Ở nhà đâu cần diễn đâu. Phan Đăng, dù thế nào, vấn đề xảy ra hiện giờ cậu phải mau chóng giải quyết. Phương án cơ bản không hề có vấn đề. Sao lại nảy sinh đủ thứ như vậy? Sếp Lâm à, có chuyện này anh thử xem đi. Đây là phương án tập đoàn Hứa Thị để lại. Nội dung phương án về cơ bản so với công ty Dị Lai có chút giống. Tô Quà. Tô Quà, anh muốn em ở bên anh. Sếp Phan à, tôi nói rồi, anh nhận nhầm người rồi. Dự án của sếp Lâm có chút vấn đề. Trước đây mỗi lần anh có chuyện, em đều ở bên anh mà. Sếp Phan giành được hợp tác thì chắc chắn sẽ tìm ra cách giải quyết. Anh không muốn lo hợp tác hay gì cả. Anh cũng không muốn tìm cách giải quyết. Anh chỉ muốn em ở bên anh thôi. Sếp Phan à, xin lỗi. Em giấu được người khác, không giấu được anh đâu. Tô Quà, một phút thôi. Chỉ một phút thôi mà. Sếp Cố, anh tự dưng sa thải tôi, lẽ nào không có lý do à? Cô tự làm gì? Chẳng lẽ cô không biết Dị Lai có được phương án bằng cách nào? Chắc là cô biết rõ. Tôi bị lợi dụng thôi. Anh nghe tôi nói đã. Tôi đã giữ lại thể diện cuối cùng cho cô. Cố Ngôn Nhất. Tô Quà, em ở bên anh đi. Tô Quà, không bị thương chứ? Sếp Phan, anh cứ liên tục bám theo vợ tôi, có phải là quá đáng lắm không? Vợ của anh à? Anh biết cô ấy là ai không? Mặc kệ cô ấy là ai thì cũng là người phụ nữ của tôi. Không được quay đầu. Cảm ơn anh hôm nay đã giải vây cho tôi. Tên Phan Đăng đó là bạn trai cũ à? Mắt nhìn người của cô đúng là quá kém. Lịch trình của sếp Lâm đã gửi cho anh rồi. Đây là cơ hội cuối cùng của anh. Được rồi, cảm ơn. Không kịp rồi, tôi phải đi trước. Tôi đi chung với anh. Không cần. Cô nghỉ ngơi đi, để tôi lo. Được rồi, không cần tiễn. Hợp tác vui vẻ. Hợp tác vui vẻ. Sếp Lâm, từ từ thôi. Tiểu Dương, đây không phải là đường trước đó. Cậu không phải Tiểu Dương. Xin lỗi sếp Lâm, không ngờ phải dùng cách này để gặp ông. Dừng xe, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát. Sếp Lâm, tôi biết vấn đề của phương án nằm ở đâu, cũng biết nên làm sao giải quyết. Mong cho thêm cơ hội. Dựa vào đâu mà tôi tin cậu? Tôi đưa ông tới một nơi, tới đó rồi ông hẳn quyết. Sếp Lâm, tôi biết ông đang lo gì. Về phương án của dự án, hôm nay chúng ta không bàn phương án. Sao cậu đưa tôi tới đây? Tôi biết ông không thích xã giao. Cậu là người thông minh. Ngồi ở đây thoải mái, dễ chịu. Ở tuổi cậu, chuyện mà tôi hạnh phúc nhất mỗi ngày là tan làm, cùng bạn bè ngồi bên đường, uống rượu, ăn thịt nướng. Sau đó, sự nghiệp tôi khởi sắc, công việc ngày càng bận rộn, bạn bè giải tán, tuổi cũng không còn nhỏ. Không thể giống như bây giờ, ngồi bên lề đường, uống rượu trò chuyện. Ở những giai đoạn khác nhau sẽ có những trải nghiệm khác nhau. Trong phương án của chúng tôi đã bỏ sót tính nhân văn và tình cảm. Đời người dài đăng đẳng, quan trọng là phải chọn đúng người đồng hành. Cậu tìm được chưa? Tôi nghĩ chắc là đã tìm được rồi. Vậy thì chúc phúc cho cậu, cũng chúc phúc cho dự án của chúng ta may mắn. Người liên lạc gần đây, Phan Đăng.